Xin chào tất cả anh em nha. Nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Châu em vừa mới lên xong một bộ máy bơm nước. Đây anh em. Máy Kubota V1305. Đó. Chạy bơm dân thải 6 nha anh em. Đây bơm dân thải 6. Cái này là bơm đời mới luôn của năm 2021 nha anh em. Nó được tăng cánh quạt. Nó làm cho hút mạnh hơn, bơm nhanh hơn và nó thải ra xa hơn nha anh em. Phun được xa hơn nha. Đây nè. Tua 3.6, dòng tua của cái bơm là 3.6. Đẩy cao là 60m. 60m nha. Công suất HP này của cái máy kéo là 24 ngựa nè. Đó. Máy Kubota V1305 40 HP, 3.600 tua. Máy này máy nội địa Nhật nha anh em. Còn mới khoảng 98%. Đó. Anh em thấy không? Dấu son còn nè. Đó. Này nó đóng lóc V1305. Máy rất mới luôn. Từng con ốc tự coi dầu. Mới tinh luôn anh em. Nó có lắp nè, đó. Đời mới chữ mẻ nha anh em. Đó, chữ mẻ. Có tắt điện luôn. Tắt điện thì em tích vô cái chìa khóa rồi anh em chỉ cần tắt bằng chìa khóa luôn. Đây. Có bánh xe đẩy được nha anh em. Di chuyển cũng rất nhẹ luôn. Bu ly thì em đã canh chỉnh hết rồi nè. Ốc chân máy là nó chết nha anh em. Còn bơm này anh có thể tăng đưa xuống được, lên xuống được. Đây. Anh em có thể tăng đưa cái bơm được, còn cái chân máy là nó chết. Đó. Dung tích nó là 1.335 lít. Máy rất mới luôn. Ốc bộ nè anh em thấy không? Máy này cực kỳ luôn, xuất sắc. Đó, lóc nó đã đóng mặt sau là V1305. Đó. Đó, anh em thấy không? Máy rất mới luôn. Phải nói con này cực kỳ đỉnh luôn em. Đó, bộ nè. Máy tinh. Miếng chạy cách nước cực kỳ chắc chắn bên em làm à. Rất là chắc chắn nha anh em. Cách nước nằm đây. Đó, cách nước. Cách nước lớn luôn. Phải máy lớn mà. Thùng dầu dư sức chạy luôn em. Bên là bên mới 100% nha. Dân thổi. Đây. Đó anh em muốn ráp những bộ như vậy thì em cứ liên hệ qua số điện thoại 0913 719 539 và 0913 948 76 nha anh em. Bình là em anh em ráp thì em sẽ nếu yêu cầu mới em sẽ ráp cho anh em một cái bình mới luôn. Đó. Mới từng chi tiết cái máy nữa. Rất mới luôn.
ốc nữa, 7 màu. Bây cái ly dầu anh em không? Ly dầu riêng theo máy luôn nha anh em. Nè. Được dầu mới tinh, ốc chân máy. Rất mới. Bốn máy. Rồi đây mà sẽ test nổ nha. Đây. Ga nằm ở đây nè. Em ru luôn nha anh em. Không. Máy nổ rất đầm rất êm luôn. Cái này em đổ nước vô đây nè để nó không có bị hư phót đồ. Quá dữ luôn nè. Rồi. Máy đứng xa là tính từ xa là không nghe tiếng máy nổ luôn nè. Hơi hắm là bao anh em luôn. Hơi bao, hơi bao có luôn nha. Đó. Rồi anh em tắt máy chỉ cần gạt qua giờ thôi. Rồi em cầu tắt điện là vô trong đây hết luôn rồi. Đó, anh em bật qua anh em nghe cái con tắt điện nó kêu nè. Đó. Rồi. Rồi đó, anh em nào muốn ráp những bộ như vậy thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại 0913 719 579 và 0913 9876 nha. Thì em, anh em nào muốn ráp thì để được tư vấn, những anh em muốn ráp là sắt chassis là bao nhiêu hay là máy động cơ gì, bơm là chạy bơm máy thì bên em sẽ tư vấn cho anh em nha. Rồi còn địa chỉ cửa hàng này là ở 277 quốc lộ 56 đường Hùng Vương,
thị trấn Ngai Dâu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Đó, anh em nào quan tâm đến kênh em thì cho em một like, một share và nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.